Lực lượng chín, tập phim Tráo đổi linh hồn thất bại. Ông đã tìm ra cách tráo đổi họ lại chưa? Tôi đã thử mọi cách nhưng mà không cách nào thành công hết. Nghe nói có chuyện thú vị đã xảy ra. Thú vị không dùng trong chuyện này. Tôi không tin nhưng các cậu bị tráo đổi thật rồi. Không có tôi ở đó là có chuyện xảy ra liền. Nếu cậu có ở đó thì cậu sẽ bị tráo đổi chứ không phải là tôi. Rio, không có cách nào biến họ trở lại như cũ sao? Lúc này tôi cũng không có giải pháp nào hết. Đừng khóc mà Sammy. Mình đang ở đây nè. Và mình thật sự cũng đang rất muốn khóc nè. Đừng có lo Lucy à. Chắc chắn có cách biến cậu trở lại như cũ mà. Đừng lo. Tụi em về rồi nè. Ôi trời ơi. Chú ạ. Đừng có móc lỗ mũi con nữa. Được rồi, chú xin lỗi. Đừng làm chuyện chó, chú ở trong cơ thể của con. Chú quá đáng lắm đó. Mấy đứa về rồi hả? Cái người xì hơi đó không phải là chị. Chị mới là Suzy thật nè. Dạ, tụi em biết rồi. Thật sao? Lucy. Chuyện lần trước chúng ta nói, em tính sao rồi hả? Chuyện gì? Thì làm bánh sinh nhật cho Sammy đó. Hả? Nó sẽ rất hoàn hảo nếu em làm đúng theo công thức của chị. Em làm được mà. Mình đã không ý tứ gì hết. Không có ai ăn cái bánh đó đâu. Sao mình lại nói vậy với Lucy chứ? Lucy. Ngủ chưa? Chưa. Mình xin lỗi chuyện sáng nay. Là chuyện gì? Vụ bánh sinh nhật á. Làm sao cậu biết được chuyện đó? Suzy đã nói cho mình biết. Suzy không biết chúng ta bị tráo đổi. Chúng ta phải tổ chức tiệc sinh nhật sau khi chúng ta đánh bại người ngoài hành tinh. Đồ ngu ngốc các ngươi. Xin lỗi chủ nhân, xin lỗi. Chúng tôi bị tráo đổi cơ thể cho nên không cần biện minh. Chủ nhân Xenos, xin ngài hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi hứa sẽ loại bỏ những kẻ xấu xa phiền phức kia. Vậy thì được. Nhiều rất cảm ơn ngài, chủ nhân Xenos. Ta tới đây để tráo đổi tất cả các ngươi đây. Chuyện đó không được nữa đâu. Đau quá. Các ngươi không thoát được đâu. Chê tình yêu hết không? Lá chăn tuyệt vời. Bảo phun bên ra. Dạ. Làm được rồi, mình có thể chiến đấu như Sammy bằng cách nghĩ mình là cậu ấy. Là do chúng ta có cố gắng để hiểu nhau đó. Tuyệt lắm, tới lúc tấn công kết nối rồi. Kiếm súng đôi X. Kiếm súng đôi kết hợp. Chúng ta quay trở lại cơ thể luôn.
Ta đã trở lại bình thường được rồi nè. Mình đã trở lại với cơ thể rồi. Đối xử với cô gái ngọt ngào như ta như vậy là không được. Ôi trời ơi, sợ quá đi. Giờ người giống kẻ xấu thật sự này đó. Im miệng lại đi. Chủ nhân Xenos. Chúng ta cần triệu tập lực lượng xe Bentayx. Các người nghĩ ta sẽ để các người trốn thoát sao? Không phải ngươi giỡn, là người nói suốt sao? Ngay từ đầu ngươi đã dậy rồi. Không phải là lúc để ngươi giỡn đâu. Lực đề ngày càng mạnh hơn rồi. Anh hùng xuất hiện để giải cứu thế giới. Hả? Bất cứ khi nào có người kêu gọi giúp đỡ, ta sẽ có mặt ở đó. Dù có là bất cứ đâu, vì đó là anh hùng thật sự. Cậu ra khỏi người máy chỉ để làm vậy thôi sao? Tôi sẽ xem đó như là lời cảm ơn. Được rồi, chúng ta cũng triệu tập lực lượng xe Bentayx đi. Lực lượng xe Bentayx. Hành động. Cái gì vậy? Người máy tự điều khiển luôn rồi. Sammy, ngăn cô ta lại đi. Mình không làm chuyện đó. Tới lượt người. Ôi không, Max, cậu không sao chứ? Cẩn thận đó, bố. Các người đã đánh nhau rồi kìa. Về đây. Cô ta hoàn toàn chiếm lấy hệ thống kiểm soát điện tử rồi sao? Tín hiệu kiểm soát đến từ cái đó, mình phải tiêu hủy nó mới được. Không có dễ vậy đâu. Hắn ta nhanh như một con ruột vậy. Được rồi, chúc người thương vẽ với các bạn của mình. Tất cả tấn công. Đã vậy thì lực lượng bơm khói. Đó là gì vậy hả? Mình kiểm soát lại đường rồi. Được rồi, tổng tấn công thôi. Oh.
Nhìn cây bánh khá ngon đó. Sammy, cậu là ngôi sao hôm nay mà. Cậu ăn miếng bánh đầu tiên đi. Được rồi. Cái bánh sao nó dở quá đi. Cảm ơn, bánh ngon lắm. Được rồi, tới lượt chúng ta. Cảm ơn vì miếng bánh của Lucy.